Thu Thiên Giai X River, cái bắt tay của hai bậc thầy kiến trúc đẳng cấp quốc tế. Là dự án mang tiêu chuẩn quốc tế, Thu Thiên Giai X River không chỉ được đầu tư phát triển bởi VSEC, công ty xây dựng hàng đầu toàn cầu, mà còn được trợ lực từ hai tên tuổi thiết kế đẳng cấp thế giới là PTW Architect và Lang Schroeter. Ý tưởng kiến trúc từ bậc thầy thiết kế PTW Architect. Không nhiều công ty trên thế giới có thể tự hào rằng họ đã tồn tại hơn một thế kỷ và dẫn đầu trong nhiều thập kỷ. Một trong số đó là PTW Architect, công ty kiến trúc có bề dày lịch sử tại Úc với 134 năm tuổi. Theo đuổi phong cách thiết kế bền vững, tôn trọng sự khác biệt, PTW Architect đã gây tiếng vang với nhiều dự án mang tính biểu tượng. Ví dụ như trung tâm thể thao dưới nước phục vụ Olympic Bắc Kinh 2008, không gian trưng bày dơ ca lích thuộc vườn bách thảo quốc gia Úc, tòa nhà phức hợp quang sen trồ bát ở ngoại ô Sydney. Đến với Thủ Thiêm, một khu đô thị mới năng động, PTW Architect tạo nên điểm nhấn Thủ Thiêm dài X River với kiến trúc cánh hoa độc đáo, nhìn từ trên cao giống như những cánh hoa đang vươn lên. Khác với thiết kế hình tháp thông thường, Thu Thiêm Giai X River nổi bật với những góc bo cong, vừa mềm mại góc cạnh vừa thanh thoát. Nhìn theo mặt đứng, tòa tháp còn gợi liên tưởng về hình ảnh ruộng bậc thang nổi tiếng của Việt Nam, mang lại cảm giác hài hòa, thuận tự nhiên. Với mật độ xây dựng tháp căn hộ được duy trì ở mức thấp, chỉ 18,5%, PTW Architect đã sắp đặt hai tòa tháp so lẻ nhau để cùng hưởng trọn tầm nhìn sông Sài Gòn và công viên cây xanh. Bên cạnh đó, khoảng cách giữa hai tòa tháp được bố trí hợp lý, tăng cường luân chuyển luồng khí tự nhiên và đón trọn ánh sáng mặt trời. Mặt chính tòa tháp quay về hướng Bắc, nằm hạn chế nắng nóng, lối chính ra vào cũng được tính toán cẩn thận để tiếp cận luồng giao thông từ đường nhỏ, tránh ùn tắc tại đường Trần Bạch Đằng, đại lộ Vòng Cung và Nguyễn Cơ Thạch. Được định vị là căn hộ hạng sang, các căn hộ được bố trí thông minh cùng với hệ kính lầu WE có khả năng cách âm tốt, đảm bảo tính riêng tư cho gia chủ. Ngoài ra, với ba mặt thông thoáng, mỗi tòa tháp trao tặng chủ nhân ban công rộng lớn tận dụng tối đa nắng gió tự nhiên. Cửa sổ lớn với thiết kế công tối ưu tầm nhìn ra sông Sài Gòn và công viên cho trải nghiệm sống như nghỉ dưỡng. Thổi hồn không gian từ phù thủy cảnh quan Lang Schroeter, Thái Lan. Cùng chung quan điểm với PTW Architect, Lang Schroeter, đơn vị thiết kế cảnh quan hàng đầu xứ sở Chùa Vàng cũng hướng đến sự bền vững và chú trọng yếu tố cân bằng cuộc sống. Bằng sự sáng tạo của mình, Lang Schroeter đã gây ấn tượng trong làng thiết kế với nhiều dự án độc đáo, cân bằng giữa tính nghệ thuật và nhu cầu chức năng. Ứng dụng vào Thu Thiêm Giai X River, Lang Schroeter kiến tạo quảng xanh đá lớp, trải khắp theo chiều thẳng đứng. Ý tưởng phủ xanh không chỉ mang lại hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, mà còn chung tiếng nói về chuẩn sống bền vững mà vây theo đuổi. Lớp đầu tiên là hệ thống cây xanh sân vườn tập trung ở tầng trệt. Những bụi cây tầm thấp xen kẽ những cây lấy bóng mát tầm cao, phân bổ hợp lý bao quanh hồ bơi xanh mát, khiến tinh thần được thả lỏng và cảm xúc được tròn đầy. Lớp tiếp theo là khoảng xanh phụ ở mái khối đế tầng 5 như một phần mở rộng của công viên dọc đường Nguyễn Cơ Thạch. Khu vực này được ưu ái với sự xuất hiện của nhiều loại hoa theo mùa, mang đến sự tươi mới cho không gian sống. Không những thế, nơi đây còn được đặt cây cầu đi bộ Skybridge, cây cầu trên cao đầu tiên và duy nhất tại Thủ Thiêm tính đến thời điểm hiện tại. Nối liền ba khu 33, 37, 311 trở thành điểm nhấn cảnh quan ngoài trời đặc sắc và biểu tượng của Thủ Thiêm dài X River. Lớp cuối cùng chính là một phần tầng 19 và 20 với các mảng xanh được đan cài giữa các tiện ích cao cấp, tạo dựng một sân vườn thư giãn trên cao. Được bảo chứng bởi tên tuổi của nhiều thương hiệu đẳng cấp quốc tế, Thu Thiêm Giai X River, khu nhà ở phức hợp tại lô 311 thuộc khu chức năng 3 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Phường An Khánh, quận 2, nay là phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, là chốn dừng chân lý tưởng của cộng đồng cư dân Tinh Hoa và Thành Đạt. Thông tin dự án Thu Thiêm Giai X River